Hiện nay, nghiên cứu tổng quan hệ thống rất phổ biến và chiếm một vai trò quan trọng trong nghiên cứu. Nhưng thực tế, nghiên cứu tổng quan hệ thống là gì bạn có biết không? Hãy cùng xem video này để hiểu rõ hơn về nó nhé! Tổng quan hệ thống là một phương pháp nghiên cứu nhằm tổng hợp, đánh giá và phân tích các kết quả nghiên cứu trong một lĩnh vực cụ thể. Phương pháp này cho phép nghiên cứu tập trung vào một câu hỏi nghiên cứu cụ thể và giúp đánh giá tính chất, chất lượng và độ tin cậy của các kết quả nghiên cứu. Tổng quan hệ thống là một trong những phương pháp quan trọng nhất trong nghiên cứu khoa học ngành y. Phương pháp này được sử dụng để đánh giá và tổng hợp các nghiên cứu trước đó về một chủ đề cụ thể trong y học. Bằng cách đặt ra các câu hỏi nghiên cứu cụ thể và thiết kế chiến lược tìm kiếm, nghiên cứu sẽ thu thập các bài báo nghiên cứu liên quan đến câu hỏi nghiên cứu. Từ đó, các bài báo nghiên cứu này sẽ được lựa chọn và đánh giá chất lượng để tổng hợp và phân tích dữ liệu thu được. Cuối cùng, nghiên cứu sẽ đưa ra các kết luận dựa trên các kết quả nghiên cứu đã phân tích. Các bước thực hiện nghiên cứu tổng quan hệ thống bao gồm: 1. Đặt câu hỏi nghiên cứu. Cần xác định câu hỏi nghiên cứu cần trả lời bằng tổng quan tài liệu hệ thống. Câu hỏi nghiên cứu phải rõ ràng và cụ thể để thu thập được các bài báo nghiên cứu phù hợp. 2. Thiết kế chiến lược tìm kiếm. Cần xác định các cơ sở dữ liệu và các từ khóa cần tìm kiếm để thu thập các bài báo nghiên cứu liên quan đến câu hỏi nghiên cứu. Việc thiết kế chiến lược tìm kiếm đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập được các bài báo nghiên cứu phù hợp. 3. Lựa chọn và đánh giá các bài báo. Sau khi thu thập các bài báo nghiên cứu, cần lựa chọn các bài báo phù hợp với câu hỏi nghiên cứu và đánh giá chất lượng của các bài báo này. Với tổng quan tài liệu hệ thống, cần đảm bảo các bài báo được lựa chọn là đáng tin cậy và phù hợp với câu hỏi nghiên cứu. 4. Tổng hợp và phân tích dữ liệu. Sau khi đã lựa chọn được các bài báo nghiên cứu phù hợp, nghiên cứu sẽ tổng hợp và phân tích dữ liệu từ các bài báo này. Việc phân tích dữ liệu giúp đánh giá tính chất, chất lượng và độ tin cậy của các kết quả nghiên cứu. 5. Tổng kết kết quả. Cuối cùng, nghiên cứu sẽ đưa ra các kết luận dựa trên các kết quả nghiên cứu đã phân tích. Việc tổng kết kết quả giúp đánh giá tính hiệu quả của các phương pháp chữa trị đã được nghiên cứu và đưa ra các khuyến nghị cho công tác nghiên cứu trong tương lai. Tổng quan hệ thống giúp nghiên cứu tập trung vào một câu hỏi nghiên cứu cụ thể, đánh giá tính chất, chất lượng và độ tin cậy của các kết quả nghiên cứu và đưa ra các kết luận đáng tin cậy. Việc áp dụng phương pháp này trong nghiên cứu y học giúp đóng góp cho việc phát triển kiến thức trong lĩnh vực này và đưa ra các giải pháp mới. Hy vọng cho đến đây bạn đã hiểu được tổng quan hệ thống là gì và phân loại được các loại tổng quan tài liệu. Tôi sẽ dừng video tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ video này để các đồng nghiệp khác có thể biết về điều này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại để lại trong phần bình luận bên dưới. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.